xe cháu 50 mấy 60 năm của ba mẹ cô để lại cho tới bây giờ cô bán cũng 20 mấy năm. Cô chỉ mong là khách hàng tới ăn á, người ta sẽ thích cái món này mà ghé đây đừng có bỏ cô là được rồi. Cô bán đây hả, cũng có mấy người khách nước ngoài cũng có lại ăn nữa đó, mà cô tưởng là người ta là nước ngoài thì người ta sẽ không biết ăn này, ai ngờ ăn bình thường như mình luôn, ăn xong còn đưa ngón tay lên là chắc ok phải không, xong ăn thêm một tô nữa. À cô thấy hả, mà khách của cô người nào lại ăn, có người hả bưng cái tô húp luôn là cô thấy vui lắm, người nào cũng ăn hết luôn, thôi như người ta không có bỏ mứa là mình thấy vui lắm. Tất nhiên là cháu mình à người ta cũng thích cho nên người ta mới ăn hết vậy. Xe này từ hồi ba cô luôn á, bởi con nhìn thấy nó già thiệt, già luôn rồi đó, con thấy cái xe cô già quá trời luôn á, già hơn cô luôn mà. Packed some bags and we headed west. Thought that it might be the best thing for us. I was thinking about me and all the things that you'd leave behind, family and a peace of mind that I got. Cô là cô Xuân, cô bán cháo lòng ở đầu hẻm số 4 đường Trần Hắc Chân, phường Tân Định, quận Nhất. Coi như là nếu mà tính ba mẹ cô bán đó là 50 mấy 60 năm rồi, rồi anh chị là bây giờ tới cô là người thứ năm mà cô bán, nay là cũng 20 mấy năm rồi đó. Xe này từ hồi ba cô luôn á, bởi con nhìn thấy nó già thiệt, già luôn rồi đó, con thấy cái xe cô già quá trời luôn á, già hơn cô luôn mà. Two of us together can weather any change comes our way. Cơ duyên mà cô bán cháo là tại vì cô thích của ba mẹ để lại đó, thì cái xe cũng xưa, cũng có nhiều người lại thích cái xe của cô lắm mà hỏi cô có bán hay không, cô không bán. Bây giờ vì là của cha mẹ để lại mà, bây giờ nó có hư cô tu bổ chứ cô không có bán. Coi như là cô giữ cái xe này là để coi như là của ba mẹ làm ra, cho nên là coi như để tưởng nhớ vậy đó. All the things that you leave behind, family and a peace of mind that I got you. Một tô bình thường cô bán là 30 ngàn, là lòng non nè, phổi nè, lá mía nè, dòi thịt nè, thịt nạc nè, cuốn họng nè, da heo nè, cuốn tim vậy đó. Cái tô đặc biệt thì thí dụ như ai thích ăn thêm thì cô bỏ nhiều vô thì là 50 ngàn, còn trường hợp có hai người lại đến ăn á thì hai tô cháo xong rồi kêu hai tô cháo huyết với một dĩa lòng với một tô bánh của hai người là 100 ngàn, là dĩa lòng cô để liên với hai tô cháo với lại bánh là 100 ngàn. Nothing here really feels like home. Home is who you're with when you don't feel. Trong cái này á là phổi nè, phổi là con cũng phải làm để con rút mấy sợi gân máu ra chứ không là nó tanh lắm. Còn da heo là con phải cạo hết rồi lạng mỡ ra, với lại dồi là mấy cái ba đó là cực nhất. Phổi á, nếu con làm không kỹ con sẽ không ăn được đâu. Cái đó thì tới đâu là cô tính tới đi chứ cô cũng không biết nữa, tại vì cô có đứa con gái mà bây giờ thì nó đang đi làm, nhưng mà mỗi lần đến thì nó khách kêu thì nó cũng bưng đi, nhưng mà nó chưa có học hết cái nghề của mình nên cô cũng chưa biết. Cô bán có nhiều người á, người ta ăn xong rồi bây giờ người ta đi nước ngoài á con biết không. Cái hôm bữa lúc mà chưa có dịch đó cũng có mấy người về xong cái ghé để ăn rồi mới nói cô là cho chụp hình chung đi. Còn có người về nói cô sao biết không, trời ơi đi mười mấy 20 năm về xe cháo cũng y vậy, không có giàu chút nào hết, không có vô tiệm gì hết trơn vậy, người ta nói cô vậy đó. Là cô thấy hở, mà khách của cô người nào lại ăn, có người hả bưng cái tô húp luôn là cô thấy vui lắm, người nào cũng ăn hết luôn,
thôi như người ta không có bỏ mứa là mình thấy vui lắm. Tất nhiên là cháu mình à, người ta cũng thích cho nên người ta mới ăn hết vậy. Cô bán đây hả, cũng có mấy người khách nước ngoài cũng có lại ăn nữa đó, mà cô tưởng đó là người ta là nước ngoài thì người ta sẽ không biết ăn này, ai ngờ ăn bình thường như mình luôn. Ăn xong còn đưa ngón tay lên là chắc ok phải không, xong ăn thêm một tô nữa. Cô chỉ mong là khách hàng tới ăn á, người ta sẽ thích cái món này mà ghé đây đừng có bỏ cô là được rồi. Shelter up above you till they all fall.